Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh, chào toàn thể anh em. Hôm nay gửi tới anh em một cái clip thông báo với anh em là cái mẫu sào gác chim nhé. Sào gác chim, sào treo chim hay anh em gọi là sào gác cung ấy, là nó đã có cái mặt hàng dày nhất anh em nhé. Mặt hàng dày, có nghĩa là chất liệu vẫn là chất liệu inox nhưng mà nó dày hơn rất là nhiều. Ví dụ lúc trước nó chỉ là 0.5-0.6 gem thôi, thì bây giờ nó dày gấp đôi, nó dày tới 1.2 nhá. Cái này thì 1.2 là do nhà sản xuất họ nói như vậy, chứ còn nếu mà để mà kẹp thước đo thì chắc là không được 1.2 đâu, nhưng mà nó dày hơn rất nhiều, chắc chắn hơn. Đây để chứng minh cho anh em thấy này. Ví dụ như là đối với cái mẫu sào này ấy, thì anh em dùng rất là nhiều, với cái mẫu 5m và mẫu 6m thì nó phù hợp cho anh em nhiều hơn. Anh em gác cù gáy này, anh em đánh xẻ đấy, rất là thích cái mẫu 5m và 6m. Thì hiện tại cái hai cái mẫu này 5m và 6m thì đã có hàng dày nhé. Đây ví dụ như là tôi sẽ cân cái cây sào 5m này, là cái mẫu này là cái mẫu cũ, là loại mỏng nhé. Đây này, loại mỏng, nhiều khi vận chuyển đi lại nó bị bẹp bên này. Đấy, bẹp nỗi không rút ra được. Thì tôi cân thử cái sào này. Sào này nó là một cân nửa nặng thôi, chưa được 1 cân 1 nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ cân cái sào dày mẫu mới. Đây, cũng là 5m nhé. Đây, 5m này. Thì nó sẽ nặng hơn rất là nhiều, độ dày nó cao hơn. Đây, cái kia này cân nửa nặng, cái này tới tận hơn 1 cân 6 nhé. Đây này, hơn 1 cân 6, hơn 1 cân 6 cho cái cây sào 5m loại dày nhé. Thế còn sào 6m nó cũng dày hơn. Sào 6m thì nó không còn cây nguyên nữa, đây còn cái cây mà nó bị bẹp tôi mới rút ra này, nó mỏng quá, đi vận chuyển nó bị bẹp, bị móp nhá, không làm được, phải rút ra. Thì đây là hai khúc này là một cây sào 6m đây, cây sào 6m và cái loại mỏng ngày xưa ấy, lúc trước ấy. Đấy, các bác về mà đi giật cành hay cũng hơi chê nó hơi mỏng, nó là 1 cân 2 nhé, 1 cân 2 nó sẽ hơi mỏng, nó không được chắc chắn lắm. Thì nhà shop đã nhập được cái mẫu sào càng dày chắc chắn hơn. Đây này, cái này là mẫu dày hơn này. Đấy, mẫu dày hơn này. Cái kia là cân 2 thì cái này tới 1 cân 9, cân 9 gần 2 cân nhé, hơn 1 cân 9 này, gần 2 cân. Đấy, thì để cho anh em thấy được rằng là cái mẫu sào này nó dày hơn cái mẫu sào trước rất là nhiều, đủ để đảm bảo chắc chắn cho anh em chơi. Và thứ hai nữa là cái mẫu sào cũ ấy, cái mẫu cũ ấy thì trên cái đỉnh đầu này nó chỉ có một con IV, một con tán thôi, nhiều khi anh em dùng nó hơi bị lệch lạc nhé. Thì cái mới, cái mẫu mới mà cái mẫu dày hơn ấy thì là họ đã cải tiến và họ đã gia cố gia công thêm một con nữa, là hai con nhé, hai con linh tán hai bên, rất là chắc chắn, rất là bền. Đến đây là một số anh em chơi lâu năm thì hỏi là có cái sào gọi là sào nhôm không, thì shop trả lời là sào nhôm mà shop chưa nhập được. Thế nhưng mà thực chất cái đấy không phải là sào nhôm đâu, nó là sào hợp kim, còn đúng là sào nhôm thì sẽ không dùng được đâu nhé, nó mềm lắm. Còn với cái sào inox này ấy, với cái mức độ dày như thế này, hơn 1 mm như thế này rồi ấy, thì đảm bảo cho anh em chơi giật cành là vô tư nhé, không phải suy nghĩ nữa nhé, anh em không cần phải thắc mắc nữa. Đấy, đối với cái mẫu sào mà sào inox mà đây, sào inox mà dày hơn phân như này, chắc chắn thế này ấy, thì anh em đi treo chim, đi giật cành thì vẫn rất là tốt. Đây, cái đây là cái mẫu sào mới, mẫu sào 5m và 6m mẫu dày. Cái này ấy, thì tiền nào của đấy thôi, nó dày hơn thì nó sẽ phải đắt hơn. Cái mẫu sào đầu tiên nhá, shop sẽ nói giá công khai cho anh em nắm được, anh em mua hàng cho nó dễ. Cái sào 6m này này, nếu mà loại mỏng là cây sào không thôi là giá 300, thì cây sào dày này sẽ thêm 50.000 nữa, là 350.000 nhá, 350.000. Thế còn đối với cây 5m thì cái sào dày này thì giá của nó sẽ là 300 tròn nhá. Đấy, 300 tròn cho cây sào 5m và loại hàng dày. Đấy, nha các bác lưu ý nhá, hàng dày. Thế còn hàng mỏng thì chỉ hơn 200.000 thôi nhá. Đây là hàng dày. Thế còn giá sào nó thay đổi, thế còn loại tất cả giá phụ kiện đi theo sào thì vẫn như vậy nhá. Đây này. Cái móc thì là 10.000. Cái câu niêm đơn này là 90.000.
câu liên kép là 120 đấy, mấy cái phụ kiện đi theo. Cái áo xào thì may hộ cho các bác tính là 30.000 nhá. Thế là chỉ có cái xào chất liệu nó dày hơn, chắc chắn hơn thì nó đắt hơn thôi. Còn những cái phụ kiện này giá vẫn như vậy nhé. Và thứ hai nữa là cũng bảo luôn với các bác là tiền nào của đấy. Cái công niêm này là công niêm xốp đặt thợ rèn, rèn ra nung lửa đỏ rèn thì chất lượng nó hơn rất là nhiều. Độ cong này, độ cong nó tốt này, nó bén này. Chứ còn cái công niêm mà công niêm mấy cái đội mà đội buôn ấy, họ nào họ đặt ấy, đây này, đây tôi vẫn còn sót lại một cái này, đây so nhau nó khác nhau hoàn toàn. Cái công niêm này chỉ có 40.000 thôi, thì nói chung là nó chỉ hình công niêm thôi, dùng là không dùng được đâu, nó choãi nó không có giặt được. Thế đâm ra là shop phải đi nhờ thợ rèn đánh cho cái công niêm chất lượng cong như thế này nhé. Thế còn cái công niêm mình là công niêm mà mấy người mà người ta buôn xào ấy, người ta làm số lượng ấy, người ta làm hàng loạt đấy, người ta làm cho, nhưng mà cái này nó chất lượng không được, dùng không được nhé. Thế đâm ra anh em nhiều khi bảo là sao công niêm đắt thế, thì anh em cũng lưu ý tiền nào của đấy thôi. Công niêm này công niêm có 30-40 nghìn nữa như thế này, còn công niêm 90.000 thì nó sẽ khác nhé. Nhưng mà bên shop thì bán hàng mục đích cho anh em là dùng nó phải ưng ý, phải chất lượng đấy, thì đã phải cố gắng nghiên cứu để đặt thợ rèn họ làm cái đó. Còn cái này là shop sẽ không bán nhé. Rồi, thế là giá xào công khai là như vậy nhé. Các bác cập nhật được thông tin thì có nhu cầu thì mua đồng alo trực tiếp đến shop Tân Ánh với các đầu số này. Ship hàng thì vẫn là ship COD đi toàn quốc. Các bác đặt hàng thì cho thông tin họ tên địa chỉ, ship về tới tận nhà cho các bác. Trước khi thanh toán là các bác có quyền bóc ra kiểm tra cây xào lành nặng, ngon lành, không móc không mép. Cái trường hợp mà nó có rủi ro do vận chuyển mà bị hỏng móc mép ấy, thì khi đấy là các bác phải yêu cầu bưu điện vận chuyển về lại cho shop, và shop sẽ gửi cho bác một cái đơn hàng mới không bị móc mép, không bị bẹp nhé. Còn hàng này dày như này chắc chắn là yên tâm hơn, có đi bị cái hàng khác đè lên thì cũng yên tâm không làm sao cả. Chứ còn hàng nôm mỏng kia thì nó mong manh quá, sơ ý một chút là nó móc, nó cong nhé. Thì các bác nhận hàng, kiểm tra hàng thực tế như này, xong thì thanh toán tiền cho người giao hàng. Thì các bác trước khi mua hàng thì các bác vui lòng xem kỹ video nhé. Xào 5m thì nó nặng cân 6 sao ấy, xào 6m thì nặng cân 9, đây nặng cân 6, nặng cân 9. 5m là nặng cân 6 này, 6m là nặng cân 9, rất là dày nhé. Chắc chắn cho anh em mà với cái loại này mà lắp công niêm vào giật cành thì là tuyệt vời luôn nhé, tuyệt vời luôn. Thế còn đối với cái xào dày này, đây là áp dụng cho anh em đi gác cu, treo chim, giật cành. Rồi đấy là cái xào dày. Thì còn anh em nào mà muốn đánh sẻ ấy, thì anh em phải cải tiến thêm cái bộ phận này nữa. Bộ phận này cắm lên phía trên này là anh em sẽ tiến hành đánh sẻ được nhé. Đánh sẻ được thì shop sẽ giới thiệu kỹ với anh em sau. Đây các bác là giới thiệu cho anh em cái xào treo chim. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé.